tay vô sang đi. Đây chứ. Cúp bén mà lưới cái cúp cái đâu mà cúp banh đâu mà cúp. Cái banh. Thả đấy qua mà đâu banh nó mà qua mà mấy đứa là cúp. Không, bên phòng xăng qua. Đang banh lên mà quấn kiếm không dạy không kiếm dạy nó quấn tay lúc nào cũng dạy. Cũng chịu mà tay lúc nào mình cảm giác cho nó có gì cái. Rồi này. Rồi, trở lại đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ôm tiếp. Đẹp quá. Mở đi, mở đi. Ra đâu? Chưa tay đâu. Đây, nào, gây đây, uống đi. Tập trung uống. Bữa đây. Đẹp rồi. Ôi ơi. Cao lên. Cao lên chút nữa. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Ê, bỏ đi. Ôi xuống vậy. Quá. Ê. Chạy như đâu mà. Về qua đây. Chậm một nhịp đi báo. Rồi sao rồi đó. Tốt. Không. Nổ bơm. Tốt quá. Đấy, mười mấy. Đâu, đâu, bỏ. Ê. Làm lại đi. Đã theo người chỗ nào luôn Quang. Đây được rồi. Đây đây. À chuyền hai nó rớt rồi hả? Chuyền hai nó rớt rồi hả? Qua kia, qua kia, qua kia. Từ đây. Chuyền hai nó xuống rồi đó. Thôi đi. Trong bên đây người số 9. Ngay cho số 6. Quá. Lậu lậu. Đẹp quá ơi. Ê. Ở đây, ở đây. Ê. Từ từ. Ôi. Nói gì mà em đừng đâu. Tập trung vô đi. Rà sát luôn. Quá. Lùi ra. Hai cái bàn lùi liền hết chứ. Bỏ đi. Ôi ơi. Mở đây, tập trung đây. Cắn đây. Chúng tao cũng có. Xa thủ. Tốt. Bám dính. Xa dữ rồi. Để mà điểm cho Duy Từ 16. Tiểu điểm, điểm mùa. Bán ngàn ký. Bỏ thủ đây nè. Không phải là cái bể hàng nào á. Quay. Hey! Thằng ấy thách một chơi kìa. Đẹp quá! Hey! Không có trái như bạn. Ta tưởng hai đấy mà. Yêu việc học. Như thêm mất 3 đúng không? Nó qua nhưng mà thằng này nó khôn á, ví dụ nó lên bắt tay người chạy nó xuống. Hết con kia hết quyền rồi mà. Hết mắt ấy lại nó theo cái banh đó nhanh á. Đó anh không có đợi đâu, đợi tới qua nó. Nếu mà banh hai là không được. Hai là bắt liền vô. Bắt bằng vô bước nó chạm xe chứ là chạm trước thì ghi là giọt liền. Nghĩ không? Hết rồi. Qua mình coi nè. Nó cứ dằn. Ê! Tốt. Tốt. Ê! Đối với điểm cho sao nào? Tốt. Đẹp quá. Đứa nào xuống vậy? Tăng nhẹ rồi lạ thì vô vị trí vô tầm đại mã. Ốp. Đây. Đi rồi về từ nãy. Anh này không biết uống gì được rồi ra. Đi vô lúc nào vô chứ. Bây giờ mà sao vô lúc mà vô. Người ta vô người ta hết bắt nó vô chứ. Người ta thích người ta vô lúc nào vô chứ. À đâu. Được. Chiếc. Vô. Cái đầu. Ê. Mạnh hơn. Cứ theo đi, cứ theo tránh đi mấy đó. Tránh cho bạn, bạn thủ. Đánh cho dễ thủ. Đánh cho càng thủ thôi chứ không phải là gì đâu. Ở đây. Lên. Đang ồn quá. Xuống luôn đã. Có gì đâu mà đánh bình thường đi. Đúng rồi. Đó anh đó. Ơi. Đâu điều chỉnh lại đi. Sao đâu? Dạ, trốn mày ông ta rồi. Về chạy đồ điên, thấy gì đấy? Không ơi. Không có sao đâu. Rồi thủ cho cường. Quay. Ơi. Bên đây. Lên luôn. Đẹp lắm. Ôm đi. Ôm cho dễ dính. Anh sao? Có gì đâu mà. Sao? Quýnh già ra cho sao quýnh đi như vậy? Quýnh già ra. Đâu này quýnh. Từ. Còn quýnh đi, tập trung quýnh đi. Hay luôn đi. Hôm qua nó thua 24 rồi đó. Quýnh đi. Đấy. Đâu, thủ. Đó, thủ vào. Ôm đi con. Ôm. Nó đua luôn. Có nào nữa mà hậu ý. Nó thâu làm dữ vậy. Hai lần rồi mà. Bây giờ mới lần hai mà các bạn. Tôi ban suy nghĩ lần thứ hai. Ê, ra lên. Có gì đâu. Anh ơi, nó máy quá. Già rồi đó. Tính luôn đấy. Tâm lý quá. Đó.